Ờ, thư sư có một vị cư sĩ khẳng định trái đất này là mặt phẳng, vì ấy dẫn chứng trong kinh khởi thế Nhân bổn đức Phật có nói là đại địa không nói là địa cầu, nhưng khoa học lại nói trái đất hình cầu. Về theo sư nghiên cứu kinh điển thì sư nghĩ về vấn đề này như thế nào? Ờ, sư thấy có một câu rất là hay mà nó lưu truyền trên mạng, ờ, không chắc là cái tác giả là ai bởi vì uh, tác giả uh, coi như là mình thất truyền đi uh, có nói một câu như thế này suy nghĩ cũng có lý đó là gì đừng có tranh cãi với kẻ ngu bởi vì khi mà mình tranh cãi với kẻ ngu á nó sẽ kéo mình xuống bằng với nó và đánh bại mình bằng kinh nghiệm cá nhân ha? Uh, đó là trên mạng họ truyền như vậy thấy cũng có lý còn nói về trong kinh điển uh, trong mừ cái lớp xúc tá Thế Tôn có nói câu đầu tiên đó là gì uh, không có gần gũi kẻ ngu bởi vì gần gũi kẻ ngu nó thêm phiền uh, uh, thành ra những người như vậy đó thì tốt nhất chúng ta không cần phải tiếp xúc không cần phải nói chuyện bởi vì nó sẽ làm cho cái việc tu tập của mình cái sự bình an trong lòng của mình nó bị ảnh hưởng Ừ. À, sở dĩ mà sư không xóa câu hỏi là bởi vì sư để sư nhắc cho quý vị nhớ như vậy tại sao phải chứng minh tại sao phải chứng minh sư hỏi quý vị tại sao phải chứng minh cái chuyện hiển nhiên à, khi mà người ta thả một con chó với một con sư tử để chạy đua với nhau thì con chó nó chạy cắm đầu cắm cổ con sư tử nó yên chỗ tại sao vậy bởi vì con sư tử nó không cần phải chứng minh với ai hết nó không cần phải chứng minh với ai là nó chạy nhanh hơn con chó hay là nó ờ, ờ, mạnh hơn con chó hay là nó oai hơn con chó nó không cần chứng minh ừ? cái chuyện trái đất hình cầu hình phẳng không cần phải chứng minh và chúng ta cũng không cần phải mất thời gian cho những người như vậy còn cái chuyện mà đại địa thì xin thưa ờ, tứ đại chúng ta gồm có địa đại thủy đại hỏa đại và phong đại không thể dùng cái sự dốt về cái bali đó để mà mình bắt đầu mình phân theo cái hiểu của mình sư còn thấy nhiều người họ lạ lắm họ phân tích ra là tỉnh giác khác với giác tỉnh theo cái kiểu mà dốt bali đó rồi bám vào một vài cái chữ rồi phân tích theo cái hiểu của mình thì mấy cái thể loại đó chúng ta không nên mất nhiều thời gian nha từ xưa tới giờ từ khi bắt đầu cái buổi vấn đáp tới giờ hình như là sư chưa có chê một câu hỏi nào câu hỏi này sư cũng không có chê nha. nhưng mà sư nhắc để quý vị nhớ là những người uh, có những cái suy nghĩ như vậy đó chúng ta không nên mất nhiều thời gian với họ kệ họ đi để cho họ vui, để cho họ vui với cái kiến thức mà họ nghĩ là nó ngon lành. cứ để cho họ vui với mấy cái thứ đó ha.